Từ thành phố Cà Mau đi về hướng Tây Nam theo quốc lộ 1A khoảng 20 km nữa sẽ đến nhà thờ họ Đạo Rau Dừa. Nhà thờ họ Đạo Rau Dừa thuộc hạt Cà Mau, giáo phận Cần Thơ. Đây là mặt trước nhà thờ hướng ra quốc lộ 1A. Nhà thờ được sơn một màu hồng. Màu hồng này rất nổi, nằm ở giữa vùng sông nước và những hàng cây dừa xanh ngắt. Trong sân nhà thờ người ta vẫn còn đang xây dựng, dán gạch hai bên và phía trước bậc cấp đi lên trước mặt tiền nhà thờ. Nhà thờ được xây dựng theo phong cách cổ điển châu Âu, pha trộn thêm đôi nét hiện đại. Nhà thờ có hai tầng mái, mái trên và mái dưới, và cũng xây hai tầng, tầng dưới để sinh hoạt và tầng trên để dâng lễ và làm mục vụ. Sơ lược việc hình thành họ Đạo. Trong giai đoạn 1927 đến 1945, giáo xứ Rau Dừa được khai sinh từ giáo xứ Cái Rắn. Giáo xứ Cái Rắn được thành lập năm 1925 do cha Yves Kimbrough là cha sở đầu tiên của Cái Rắn. Năm 1927, ngôi nhà nguyện nhỏ bé đầu tiên được cha xây cất tại Rau Dừa, nơi có vách lá đơn sơ. Như tính cách chân chất và giản dị của người miền Nam, cha Kimbrough chỉ lui tới để cử hành nghi thức phụng vụ cho giáo dân nơi đây. Bây giờ chúng ta bước lên cầu thang. Để lên phía trên nhà thờ. Đây là mặt bên trái của nhà thờ. Đây là mặt trước của nhà thờ. Thời ấy, phương tiện đi lại rất thô sơ, chủ yếu bằng ghe xuồng chèo bơi, nhưng cha Kimbrough đã thường xuyên đến Rau Dừa, lúc đó còn hoang sơ, dân cư thưa thớt. Được sự thăm viếng, chia sẻ của cha Kimbrough một thời gian sau, ông Nguyễn Văn Cầu, còn lại gọi là Cai Cầu, cùng gia đình thân tộc xin gia nhập đạo và trở thành những giáo dân đầu tiên ở Rau Dừa. Đây cửa chính của nhà thờ. Đây hành lang bên trái, bên phải nhà thờ. Ta thấy có những cửa lớn và không có cửa sổ. Một ngôi nhà thờ bằng cây lá được dựng lên để làm nơi thờ phượng và học hỏi giáo lý. Các thầy dòng đến đây dạy giáo lý trong những tháng hè. Những năm sau, cha không đến được. Ông Cai Cầu cùng mọi người chèo ghe đến họ Bảo Lộc, là họ Cà Mau đó, để rước cha về dâng lễ và ban bí tích.
năm 1945 do chiến tranh nhà Nguyện không còn, giáo dân di tản nhiều nơi, giáo điểm rau dừa không còn sinh hoạt nữa. Đây là mặt sau của nhà thờ. Mãi đến năm 1994 đến 2010, cha Pio Ngô Phúc Hậu nhận giấy bổ nhiệm về làm cha sở họ đạo Cái Rắn. Cánh đồng truyền giáo ở nơi đây rất mênh mông, trong đó có giáo điểm rau dừa. Cha Pio đã cùng quý cha phó, quý tu sĩ nam nữ tu hội Bác Ái Vinh Sơn đến thăm viếng rau dừa. Và từ năm 1998, cha Pio cùng quý dì nữ tử Bác Ái Vinh Sơn dự tính mở trường mẫu giáo tư thục ở rau dừa. Được sự cho phép của chính quyền, ngày 17 tháng 9 2003, trường mẫu giáo tư thục Mai Ân được khánh thành. Trường tư thục Mai Ân như chúng ta biết thì như nằm về phía bên tay trái nhà thờ, cách một cái ô vuông nuôi cá. Năm 2008, cha Pio Ngô Phúc Hậu mua miếng đất khoảng 8.000 mét vuông tại rau dừa. Đây là miếng đất mà nhà thờ rau dừa hiện nay đang tọa lạc. Từ năm 2010 đến 2018, cha Nguyễn Hoàng Hôn về làm chánh sở họ đạo Cái Rắn thay cho cha Ngô Phúc Hậu về nghỉ hưu. Được sự cho phép của chính quyền huyện Cái Nước, lễ Giáng sinh năm 2010 đầu tiên được tổ chức tại nhà Nguyện đơn sơ rau dừa với sự tham dự của hơn 200 giáo dân. Đến năm 2014, rau dừa chính thức có cha sở đến dâng lễ vào mỗi Chúa Nhật. Và năm 2017, được phép chính quyền giáo xứ rau dừa được thành lập, và một tháng sau, giáo xứ rau dừa được nâng lên hàng giáo xứ. Ngày 13 tháng 7, 2018, nhà thờ được khởi công xây dựng đúng một năm sau thì đã hoàn thành. Và ngày 13 tháng 7, 2019, nhà thờ được khánh thành và cung hiến. Phía bên kia hàng dừa cách một cái ao nhỏ là trường mẫu giáo Mai Ân. Đó, mé bên kia cái ao, bên kia là trường mẫu giáo đây các bạn. Ở ngày 13 tháng 7, 2018, nhà thờ được khởi công xây dựng. Và cha Nguyễn Hoàng Hôn cũng được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi của giáo xứ rau dừa. Cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi. Xin nhớ xem tiếp các video khác nhé.
và ủng hộ tinh thần chúng tôi bằng cách đăng ký và like. Xin chân thành cảm ơn. Nhà thờ Rau Dừa một lần đến viếng, xin chào tạm biệt.